<laughs> tấm 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 lại <laughs> không nhận nha ôi ở trên hình đẹp lung linh mà công nhận là lúc lúc khóc rồi nó sống giả mà ăn luôn á vụ gì mà khóc mùa la nó anh nghe coi khùng khiếp lắm ủa bạn trai chị đi chơi với người khác hả chị đây là lưu tình lưu tiền em không, không. Không có gì hết Chỉ là em có linh cảm Sao có một chuyện không lành xảy ra thôi Trời đất ơi Tôi vắt sợ luôn á Suy diễn ra mà khóc lố dã man luôn á Ủa bộ sông ngư nào cũng như trẻ hả? Vậy em sẽ loại hết mấy người nào cũng sông ngư ra khỏi danh sách yêu của em nha bây giờ mà nói gì cùng bằng đạo là tôi tôi chưa thấy là cái đầu tôi bốc khói rồi Thôi Thôi bây giờ là anh sẽ cho một cái uh, cái dẫn chứng cho em ha Coi mấy cô nàng 21 quá. <laughs> em mà có quả cầu ma thuật ấy xong rồi có thể làm dừng được thời gian như thế kia ấy thì em sẽ không hiền như mấy cô nàng cho anyone này đâu em sẽ phá nát phá nát tất cả những buổi tiệc tùng rồi lôi anh người yêu lên xe chở đi một nơi thật xa thật là hoang vu bỏ anh ta ở đó để không còn ai có thể tán tỉnh bù khú được nữa <laughs> trời ơi chị chở cho rừng của em này chị chỉ toàn chim chóc côn trùng thôi bảo đảm không có người luôn á anh à, nói thiệt với em á sao tự nhiên hôm nay em rảnh như vậy Người ta nói cách trả thù ghê gớm nhất đó, đó chính là sự im lặng Cho nên là em chỉ cần im lặng thôi Hoặc uh, bất quá thì em giờ em chỉ thẳng vô mặt người ta nè Nói ai don't care e e e Để e Để học bé đi Không Không đi học e gì hết à. Em nó rất tâm trạng mày Thiệt ra là mấy chị em to anyone á Không thực sự là trong khe như là em coi trong video clip đâu Bởi vì sao? Khi bắt gặp người ấy, đi với người ấy Thì trong lòng cũng rất là... Là sao? Là sao? Là nổi điên á, kiểu như vậy không, à. ờ à, là là rất là bực bội, làm đủ trò luôn á, nào là lấy son môi quệt lên mặt người ta nè, giơ tay dọa đánh người ta đủ kiểu luôn á, vậy mà lại nói là đông xe thì cũng hơi kỳ, bởi vì là nếu mà không có quan tâm thì là không có làm mấy cái đó. Nhưng mà em thấy cái chiêu ngừng thời gian này không hiệu nghiệm cho lắm. Bằng chứng là mấy cô nàng vẫn phải tìm mỏi mắt đúng không? Uh -huh. Chưa tính đến cái trường hợp là có những cái chỗ Dù là mình nghi ngờ nhưng mà mình cũng chẳng được vào uh -huh. Theo em, có một phép thuật còn hay hơn như thế nhiều Vậy hả? Thếp như gì? thế này này Phép gì? Xem clip đi Không, bây giờ anh... Xem Anh, anh xem muốn em xem làm xem. Anh muốn em làm cho anh coi Bạn Chiêu, chụp clip đi <laughs> anh không ngờ là là, là 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 em ghen tuông tới cái mức mà phải cần đến một cái loại tà thuật như vậy để níu giữ trái tim của một chàng trai ừ. cái đó là không nên em đúng không cái đó là quạng thư đó đây người ta gọi là ăn miếng trả miếng thôi đúng không mà thiệt ra là coi mv này y chang phiên bản thu nhỏ của min girl vậy đó mấy chị này nhìn thấy ai đẹp hơn mình là đảm bảo là dở trò chơi ác người ta liền À, anh trai à sao anh suốt ngày nghĩ xấu đi là sao bài hát này á với tinh thần là động viên phái nữ phải biết tự tin với chính mình ừ. đó chính là thứ ma thuật mà cánh đàn ông khó có thể cỡ lại được à cái cảnh mà bốn cô gái nắm tay nhau niệm chú trong phòng riêng á cái phòng có chút xíu à bốn bà chị chụm nhau lại rồi xung quanh xung quanh để đốt đầy nến luôn đã vậy còn đặt kế cái rèm cửa nữa mà đặt trên sách mới ghê chứ ta nói á sơ sẩy tí xíu thôi là cái ngôi nhà này là sáng rực nhất xóm luôn em mà có phép như little mix ấy. em 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 sẽ biến em trở thành một ca sĩ có giọng hát hay nhất thế giới em sẽ thành ca sĩ nổi tiếng và anh sẽ là fan hâm mộ anh <laughs> nói em nghe anh nói em nghe cái chuyện mà em hát hay hay không anh không có quan tâm tới em hát hay thiệt anh cũng không có rảnh mà đi hâm mộ em đâu ha ai em không đón thể hát được e, 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 e. vậy học mẹ ai đồn khé e, e, đi ăn hột é ai đồn khé e, 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 e. Đó,